vì sao 600 năm qua, mái cung điện tử cấm thành chưa bao giờ thấy vết phân chim? Tử cấm thành ở Bắc Kinh là cung điện tráng lệ, chứa đựng lịch sử của Trung Quốc qua bao đời nay. Nơi này đang được sử dụng như điểm tham quan nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Tử cấm thành được xây dựng vào thời nhà Minh và được hoàn thành sau 13 năm. Đến nay trải qua hơn 600 năm tồn tại, tử cấm thành vẫn giữ được vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ, trường tồn với thời gian. Tử cấm thành có rất nhiều giai thoại khác nhau. Một trong số đó dù trải qua hơn 600 năm nhưng mái của các căn phòng, cung điện không hề có phân chim hay cỏ dại. Lý do phía sau là gì? Nhiều nhà khoa học và kiến trúc sư đã tham gia nghiên cứu chủ đề này. Kết quả của cuộc nghiên cứu được đăng trên tờ Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Theo đó, ba nguyên nhân chính khiến chim chóc không thể xả bẩn trên mái nhà của tự cấm thành. Nguyên nhân thứ nhất là màu của mái nhà. Mái của các cung điện trong tự cấm thành đều có màu vàng. Theo quan niệm của người xưa, ngói men vàng và tường đỏ là biểu tượng của hoàng thất tuy nhiên màu vàng này lại khiến cho loài chim bị chói mắt và giảm bớt khả năng quan sát do đó chúng sẽ không xà xuống mái nhà nguyên nhân thứ hai là ngói có chất liệu đặc biệt việc sử dụng ngói tráng men cũng có tác dụng trong việc ngăn cản chim trú ngụ ở trên mái nhà ngói tráng men thường phản chiếu ánh sáng khi ánh nắng chiếu vào do đó chim chóc sẽ cảm thấy khó chịu không muốn lại gần nguyên nhân thứ ba là dọn dẹp định kỳ ở thời phong kiến trong cung thường có riêng bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng sửa chữa cung điện Nhóm thợ này sẽ tu bổ lại tử cấm thành 3 năm một lần và sau 5 năm sẽ thay lại mái hiên, xa nhà ở các công trình lớn. Chính vì thế, mái nhà của các cung điện trong tử cấm thành luôn sạch đẹp.